Nắm bắt nhu cầu của một số người muốn sử dụng phần mềm định vị, giám sát điện thoại, nhóm 3 đối tượng ở tỉnh Vĩnh Phúc do Đỗ Việt Hùng sinh năm 1989 cầm đầu đã lập fanpage lấy tên một công ty phần mềm rồi đăng bài chạy quảng cáo cho thuê phần mềm này. Không ít người tưởng thật đã chuyển tiền cho bọn chúng để mua hoặc thuê sử dụng phần mềm. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, nhóm đối tượng này không thực hiện các điều khoản thỏa thuận với khách hàng. Đỗ Việt Hùng, Lê Trường Giang và Đào Thanh Bình vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Theo tài liệu điều tra, từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 18 tháng 6 năm 2023, nhóm này đã thực hiện việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 4 người ở các huyện Ninh Giang, Cẩm Giàng, Thanh Hà và thành phố Hải Dương với tổng số tiền gần 60 triệu đồng. Thủ đoạn của bọn chúng là sử dụng mạng xã hội đăng quảng cáo bán phần mềm định vị, giám sát điện thoại. Khi có người liên hệ thuê, Hùng sẽ hướng dẫn liên hệ qua Zalo, cung cấp website để khách hàng truy cập. Giao diện của website có thông tin về phần mềm, ứng dụng có thể theo dõi và mức thuê. Nếu khách hàng đồng ý, các đối tượng sẽ yêu cầu khách hàng chuyển tiền qua một số tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, bọn chúng chiếm đoạt và không thực hiện các điều khoản thỏa thuận với khách hàng. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng còn làm rõ, từ tháng 4 năm 2023 đến ngày 20 tháng 6 năm 2023, cùng thủ đoạn tương tự, các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người tại nhiều địa phương khác nhau. Tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hơn 440 triệu đồng. Thì cơ quan công an, phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hải Dương có một số khuyến cáo với người dân. Cái thứ nhất là cái hành vi mà sử dụng trang thiết bị phương tiện điện tử để theo dõi, nghe lén đối với các mối quan hệ xung quanh của mình, đó là một hành vi vi phạm pháp luật, và người dân không được tự ý lên trên mạng tìm hiểu cũng như là mua những cái sản phẩm như vậy. Điểm thứ hai là những cái sản phẩm liên quan đến nghe lén, định vị, giám sát là những phần mềm chuyên dụng và không được bán trên các thị trường một cách công khai. Và cái hành vi mà bán như vậy, nếu có thì nó cũng là hành vi vi phạm pháp luật. Nên là yêu cầu người dân là hết sức cảnh giác trước những lời quảng cáo, trước những cái đồn thổi về cái tính năng của những cái phần mềm này. Vì đa phần đây sẽ là lời dụ dỗ để mang mục đích là chiếm đoạt tài sản và thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Cơ quan chức năng khuyến cáo, việc tự ý sử dụng các thiết bị, phần mềm theo dõi, giám sát các hoạt động của cá nhân, cơ quan, tổ chức khi không được cơ quan có thẩm quyền cho phép là hành vi vi phạm pháp luật. Không tự ý mua hoặc thuê các phần mềm ứng dụng để giám sát, định vị trên các trang mạng xã hội để tránh nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.